của người bệnh, chúng ta làm nó sạch sẽ. Có phải bàn của mình hay không? Không phải. Những nơi khác, nơi công cộng, sau khi nhìn thấy chúng ta tự nhiên sẽ làm vậy. Không thể nói đây không phải là nhà của tôi, ở đây không liên quan gì đến tôi quản nó làm gì. Vậy là sai rồi. Đây là một ví dụ. Bất luận lúc nào, bất luận ở nơi nào, tất cả những khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác của chúng ta nhất định là lợi ích của tất cả chúng sanh. Đặc biệt là đồ dùng nơi công cộng càng phải giữ gìn hơn nữa. Vì sao vậy? Là xã hội đại chúng sử dụng. Đồ dùng của bản thân chúng ta là đồ của cá nhân. Nếu có tổn thất vẫn không sao cả. Vật dụng công cộng nhất định không thể làm tổn hại. Yêu quý vật dụng công cộng là quý vị yêu quý xã hội này, yêu quý quốc gia này, yêu quý tất cả nhân dân trong quốc gia này. Chứ vì nghĩ xem như vậy mới tương ứng với tâm Bồ Tát, tương ứng với hạnh của Bồ Tát. Bình thường trong cuộc sống thường nhật, nhất định phải dưỡng thành thói quen này. Thói quen này chính là giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Không có mãi mê miễn cưỡng nào. Xem tiếp đoạn văn dưới đây. Trang thứ 10, hàng thứ nhất. Thân biến thập phương nhi vô lai vạn. Tám chữ này chính là một đoạn nói đến pháp thân. Pháp thân chi luật. Phạm cô chúng ta rất khó thể hội được, rất khó để thể hội. Nhưng đây là chân tướng sự. Di là dài đặc. Ý nghĩa của hai chữ di luật là chu biến pháp giới, bao gồm tất cả. Pháp thân khẳng định pháp, chính là chân thân của bạn. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, thân thể của con người chúng ta hiện tại, con người phân tích hai bộ phận, một là tinh thể, là vật chất, ngoài vật chất ra là tinh thần, tâm lý. Tinh thần và vật chất hợp lại thành một hiện tượng như vậy. Tâm lý đó là tâm pháp. Từ trong các pháp mà xem thì rất dễ dàng nhìn thấy được.
vô vấn tâm lý này. Trong kinh tục nói là tầm pháp tám thứ, tám loại gọi là tám, hoặc là gọi tám tâm phương, tám tâm pháp. Sắc pháp có 11 thứ. Thân này của chúng ta tất cả đều đầy đủ. Hợp lại là y báo, chánh báo. Y báo từ đâu mà có? Y báo từ chánh báo mà có. Y báo hay chánh báo mà có? Y báo và chánh báo đồng thời xuất hiện, không có trước sau, không có chứng ngại. Chúng ta tỉ mỉ từ đây mà tư duy, há không phải là lấy pháp làm thân sao? Tâm tâm sở pháp và sắc pháp biến hiện